Xin chào anh chị, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất rất gần DT753, rất gần Ủy ban Tân Phước, gần chợ Tân Phước, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cũng như là trạm xá của Tân Phước anh chị ha. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là một con đường liên thôn liên ấp. Đó, chỉ đi khoảng chừng 50 mét nữa là mình ra được một con đường quy hoạch cực kỳ lớn để thông ra DT753. Con đường này quy hoạch có chiều rộng là khoảng 28 m, 28 m anh chị ha. Đó, 28 m. Và thông thẳng sang thẳng DT753 luôn anh chị nhá. Và cái vị trí thân tôi đang đứng đây là vị trí của miếng đất điều 4 hết 7, ngay sau Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước, ngay sau chợ Tân Phước anh chị ha. Nhưng nó nằm ở địa bàn của xã Tân Hưng anh chị nhé, ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Nhưng nó lại gần ủy ban, gần trường học, gần trạm xá, gần chợ của Tân Phước anh chị nhé. Và cách DT753 chỉ 1,5 cây số thôi anh chị nhé, rất gần. Vừa tôi nói gần nhưng tôi chưa nói khoảng cách đúng không ạ? Nó chỉ cách khoảng 1,5 cây số, rất gần. Và con đường tôi đang đứng đây là đường liên thôn liên ấp, để đi thẳng ra DT753 cũng chỉ rơi vào khoảng 1,5 cây số thôi. Và quay lại đây, đụng đến đường quy hoạch 28 m thì chỉ có 50 m thôi. Và đụng ra con đường liên huyện 32 m sau này thì cũng rơi vào khoảng 170-180 m thôi. Nó rất là gần. Và cái đất của mình là cái đất ở cái vị trí rất là chiến lược anh chị nhé. Rồi, bây giờ tôi cùng anh chị sẽ đi chi tiết miếng đất này anh chị ha. Như thường lệ thì tôi sẽ đi từ đầu đất đến cuối đất và đi phần mặt đường trước anh chị ha. Tôi cũng chưa đi hết cái đất này, thì bây giờ tôi cùng anh chị đi tham quan, đi hết mặt đường rồi mình tính mặt đường ha. Đó, còn bây giờ vừa tôi điện cho chủ thì chủ không có băng máy. Tôi đang tính hỏi là cái mặt đường này là được bao nhiêu thì chủ không băng máy, nên là bây giờ tôi cùng anh chị đi tham quan đến hết đến đầu bên kia luôn, xem bao nhiêu mét mặt đường anh chị ha. Rồi, đây, đây là cột xi măng. Cột này là ranh giới giữa đất điều đó và cái đất cao su nhà ông này anh chị nhá. Đó, và đây là con đường. Con đường này thì thường thường đường liên thôn liên ấp thì nó rơi vào khoảng tùy từng loại đường, nhưng mà chung thì từ 8 đến 15 mét. Đấy, cái này để tôi xem sổ xem là con đường này nó rộng bao nhiêu. Đấy, 8 đến 15 mét anh chị nhá. Rồi, bây giờ mời anh chị đi. Trước khi đi tôi nhắc lại nhá. Đất của mình thuộc ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, diện tích là 4 mẫu 7 anh chị ha, nằm trên mặt đường này. Thì mời anh chị đi. Đó, đất của mình là toàn bộ là trồng điều già, trồng điều già. Nó chỉ có vài sào là trồng cao su thôi. Thì chút nữa đi xuống phần cừ cao su nữa thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho anh chị. Toàn bộ là gần như là hết luôn là trồng điều già anh chị nhá. Đấy, chỉ còn một ít là cao su thôi. Đó, rất tỏ ra rất là màu mỡ nhá. Cái mặt đường này với tôi điện chưa được, chúng tôi chưa xem sổ nên là tôi không biết cái mặt đường nó dài hay không. Đấy, anh chị nào mà dưới thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh xa nên mua miếng này, vì cái miếng này nó rất là gần, là ô tô vào tận nơi này, ô tô, xe tải, xe máy vào tận đất, nó rất là dễ dàng, nó thông thoáng làm dễ dàng và nó gần các con đường lớn sau này, gần chợ, gần ủy ban thì nó dễ cho mình, tại vì mình ở xa mà, mình xa lên đây thì mình mua những cái miếng đất mà nó có cái giao thông dễ dàng, bằng phẳng. Đấy, thì nó đẹp một chút thì nó dễ hơn là các anh chị ở người bản địa ở đây. Đó, có thể là những anh chị người bản địa ở đây thì muốn mua miếng đất này nhưng mà cũng có thể là người ta không có đủ tài chính thì sao ạ, thì người ta đi một nơi xa hơn, sâu hơn, xấu hơn đó thì rẻ hơn thì người ta mua. Nhưng mà anh chị nào mà ở xa ấy, thì tôi cũng chia sẻ là mình nên mua cây miếng này vì miếng này nó thuận tiện đường xá. Đấy, tuy nhiên thì mua hay không là quyền của anh chị ạ. Đó, còn chúng tôi thì chỉ tiếp nhận sản phẩm và đưa sản phẩm lên để giới thiệu cho anh chị thôi. Đấy, còn quyết định cuối cùng là anh chị nhé. Rồi, bây giờ quay lại đất của mình, đến đây vẫn chưa hết nhé, đây vẫn chưa hết anh chị ha. Đó, đấy, cứ đi thẳng đường này ra là mình ra được DT753 này. Đó, tuy nhiên thì nhà nước đã công nhận con đường này nhưng người ta chưa làm anh chị nhá.
Đó, đưa lại. Thì từ cái vườn cao su bên kia đến cái góc tôi đang đứng ở đây thì nó rơi vào khoảng 150 mét mặt đường ạ, 150 mét mặt đường anh chị nhá. Phần bên này thì của người khác rồi đấy, phần bên này người ta rào rất là kỹ, phần bên này rất là khác lên của chủ khác rồi, chắc chắn là của chủ khác luôn anh chị ha. Rồi tôi đứng ở đây là phần bên này là hết cái góc bên này thì khoảng 150 mét nhá, còn chính xác nữa thì để tôi gọi cho ông chủ đất cũng như là xem sổ để mình có cái con số nó chính xác hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi cái góc bên này. Trước khi đi thì tôi sẽ chia sẻ cái về cái khoảng cách nhé. Khoảng cách đất của mình cách thành phố Đồng Xoài thì nó rơi vào khoảng chừng 7 cây số, rất là gần. Cách thành phố Đồng Xoài 7 cây số thôi, gần lắm anh chị ạ. 7-8 cây thôi, khoảng đó. Rồi, về thành phố Hồ Chí Minh, về thành phố Hồ Chí Minh anh chị ạ thì nó rơi vào khoảng 110 cây. Về thành phố Thủ Dầu Một thì khoảng chừng 60 cây. 60, 65 khoảng đó. Rồi về thành phố Biên Hòa thì khoảng 70 cây. Đấy, nó khoảng như vậy. Còn để chính xác hơn thì anh chị cứ chạy xe từ dưới lên rồi đo ha anh chị nhá. Đó. Đó. Còn bây giờ thì mình đi góc bên này. 407. Ấp Suối Ra, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Gần Ủy ban, gần chợ. Gần DT753, cách có cây rưỡi số thôi. Anh biết người ta bán bao nhiêu ạ? Anh chị biết người ta bán bao nhiêu? Có 1,5 tỷ một hecta thôi, còn thương lượng một tí nữa. Đấy, giá thì rất tốt anh chị ạ. Ở khu vực này ấy, mà kiếm mà giá 1,5 tỷ là không có nha. Đấy, tôi nói chia sẻ hết sức là chân tình, thực tế như vậy. Còn anh chị nào mà cảm thấy mà nó mắc quá hay là tôi nói không đúng, anh chị cứ bình luận anh chị nhé, rồi mình cùng nhau thảo luận rồi cùng nhau góp ý anh chị ha. Còn anh chị cảm thấy nó mắc quá hay như nào quá hay nói tôi nói không đúng thì mời anh chị lên đây mình định giá lại anh chị nhé. Còn giá ở đây 1,5 tỷ một hecta là ông đang bán đúng giá anh chị nhé. Tôi nói không giá rẻ nhé, tôi bán đất chưa bao giờ tôi bán giá rẻ, giá phù hợp chứ không có giá rẻ anh chị nhé. Rồi đây nhá, bên kia là của ông kia rồi đó này. Tôi có cái gì sai sai anh chị ạ? Hình như không phải rồi. Bên này vẫn là của mình luôn anh chị ạ. Tôi thấy cái bờ rào đến đây tự nhiên hết là không phải rồi. Đấy khổ. Ông chủ ông ấy chỉ đất cho tôi xong. Xong ông ấy đi về ông rước con rước cái rồi ông ấy xong là tôi ông chỉ khúc này khúc kia lên là giờ tôi bối rối. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng đến đây rồi là tôi biết là không phải phải tới đây đâu. Cái đường đó là không phải là ranh giới rồi đó. Bên này là chắc chắn luôn. Thế thì bây giờ tôi phải quay ra mặt đường. Quay ra mặt đường anh chị ha. Đó, tôi nhìn thấy hai cái loại điều nó giống nhau. Điều giống nhau này. Đấy. Tôi sẽ tiếp tục quay ra mặt đường đi tiếp anh chị ha. Còn dư hay thiếu cái nào đó thì để tối nay tôi về tôi làm việc với ông chủ nhé. Tôi cứ quay lên xong tôi úp lên để giới thiệu cho anh chị trước anh chị nhé. Đấy. Thì trước tiên là hết sức là xin lỗi với anh chị là do bạn nhân viên của tôi hôm nay bạn đi gặp chủ trước cập nhật xong bạn bàn giao qua cho tôi thì bạn ấy lại ông chủ này ông chưa kịp chỉ hết, ông chỉ đến lưng chừng rồi ông ấy đi đấy, nên là bây giờ chúng tôi đến mà để gọi cho ông ấy thì không được đấy, thì là không cập nhật được cái mặt đường. Từ góc kia sang đến đây là được khoảng 150 rồi đó, nhưng mà tôi đến đây thì tôi thấy người ta rào rất là kỹ. Thì đến đây thì tôi tưởng là hàng rào nhưng không phải đâu. Đến đây tôi thấy là không phải. Bên này cũng là của mình mà anh chị ra mặt được.
phải ranh giới rồi anh ạ, anh chị ạ. Chắc chắn đó đâu phải ranh giới rồi. Rồi, bây giờ mình bỏ qua cái đó đi. Tôi cũng không hiểu sao mà tự dưng già một tí ở đây là tôi không hiểu sao, hay là người ta tiện tay người ta tắt cho đó thôi. Thì thôi bây giờ mình bỏ cái phần đấy đi, mình đi tiếp nhé. Mình đi tiếp anh chị ha. Đó, đến đó là được khoảng 150 rồi đó. Đây, đây anh chị ơi, đến đây mới đúng này. Đó, đến đây mới đúng này anh chị nhá. Đến đây, cái con đường liên thôn liên ấp nó vẫn cứ đi thẳng như này. Đó. Đến đây này, thì đến đây này khoảng được 200m mặt đường á. Khoảng 200m mặt đường anh chị ha. Đến đây khoảng 200m mặt đường. Vì sao đến đây, tôi nói vì đến đây ạ. Bên này là cao su, à xin lỗi, điều. Điều nó khác này, điều non này. Còn phần điều già bên này. Đó. Thì cái này để chính xác hơn, để đính chính lại ấy, thì tối nay tôi về tôi sẽ gặp ông chủ lấy sổ và kêu ông ấy chỉ ranh giới rõ ràng hơn. Còn tạm thời thì tôi sẽ làm cái video này đến đây. Đến đây anh chị ha. Tính từ vườn cao su từ đầu video đến đây khoảng 200m mặt đường. 4 mẫu 7 anh chị nhá. Bây giờ mình đi theo sườn bên này. Bên này thì chắc chắn không phải rồi đó. Thế thì tôi vừa đến bên kia. Đến bên kia tôi nói không có mốc ranh giới cũng như là không có cây cối gì để ấy lại. Đó. Chặn lại. Nó không đúng. Đến đây người ta làm bằng này, cái gì này? Đó, cột bê tông kìa. Cột bê tông. Đấy, cái này là điều non này. Đó. Nó phải như này mới đúng này. Nó phải như này mới đúng này anh chị ạ. Đó. Vừa nãy chắc là cái người mà người ta làm thuê ở đây á, ông chủ ông kêu là đi dọn vườn, họ tắp đại cây rồi thế. Như vậy thôi nên là tôi ngâm. Đó. Rồi. Đây anh chị. Đây nhá. Đến đây này, đến đây là hết này. Thiếu của bê tông rồi. Đây. Đó, đến đây là hết rồi. Đó, anh chị nhìn cột bê tông đây không ạ? Đây. Đây. Cột bê tông này. Đó, nó phải như thế này, nó phải có cột bê tông như vậy. Chứ còn như vừa nãy là không phải, hoàn toàn không phải, tôi nói là sai sai là đúng sai thật. Đó, đây mới đúng anh chị nhá. Mà đến giờ đến chỗ này rồi là tôi mới thấy cảm giác là 99% là đúng rồi đó, chứ không có sai đâu. Đó, vừa ấy mình đi đấy là ngang xương giữa đất của người ta rồi. 4 mẫu 7 nó rộng lắm chứ nó đâu có nhỏ không. Rồi. Đến đây anh chị nhá. Thì tôi nhắc lại, đất của mình là có 4 mẫu 7, khoảng 200m mặt đường liên thôn ấp anh chị nhá. Đấy, và đến đây là kết thúc cái góc này, kết thúc cái góc này anh chị ạ. Bây giờ mình xiên xuống dưới kia. Đấy, thấy không đúng đấy. Đấy, đất nó bằng này. Thấy không? Bằng gang luôn. Đây lại có cột xi măng nữa này. Đó, nó phải thế, nó phải như vậy anh chị nhá. Nó cái ranh giới nó mới rõ ràng được. Rồi, mấy chị đi tiếp. Cây điều bên này như nó khác này. Đây anh chị ơi. Đó, đến đây này. Người ta lại cắm một cái mốc này. Đó, thấy không? Đó anh chị nhá. Và này. Này đến đây này. Nó đi như này này. Đặt cho kia. Vườn bên này của người khác rồi nhá. Vườn bên này của người khác rồi. Đó thì bây giờ mình đi theo. Từ góc kia ra đây. Nhá. Mình chỉ lại này. Vườn cao su ở kia, 200m mặt đường. Bọc sang vườn cao đúng rồi. Vườn điều non đây. Bọc ra đây. Đó rồi bọc ra đây.
Quay phim hôm nay là đi theo kiểu kinh nghiệm anh chị ạ. Kinh nghiệm, thế mà ship bị nhầm nữa. Chứ không ai chỉ ranh giới mà lần theo như thế này. Ở trên Bình Phước ấy thì người dân người ta thường thường làm ranh giới bằng những cây dại. Gần đây thì người ta, trước nữa thì người ta cắm bằng cọc gỗ, gần đây thì người ta làm bằng cột bê tông. Đấy. Tông nữa này. Đó anh chị thấy không? Ranh giới rõ ràng nhá. Đến đây đến đoạn này rồi thì không còn gì mà bàn cãi nữa rồi. 100% là cái ranh giới đó là đúng rồi đó. Vườn này là đúng rồi. Và góc này 100% là đúng anh chị ha. Đó, để tôi hỏi ông chủ cái này chính xác lên. Rồi. Lại bọc cho đây. Chia sẻ là đất của mình là 4 mẫu 7, toàn bộ là người ta gần như là trồng hết là điều giả này, có một gốc là cao su non là cái điều này, xin lỗi là cao su đây, cao su vườn cao su này vẫn là thuộc của 4 mẫu 7 nhé. Anh chị thấy không, cao su mới mở miệng mà quá trời mủ luôn. Mới mở từ đầu năm thế à, mới ngày, xin lỗi, mấy ngày ấy. cái góc này là cực kỳ gần chợ luôn này, từ đây ra chợ là gần hơn cái góc trên đó anh chị nhá. Đó, tôi quên bữa ấy không hỏi là có bao nhiêu xào cao su đấy. Cao su chắc khoảng vài xào, 5-6 xào gì đó. Đây nha, đây giới tôi đây nha. Anh chị ơi, đất của mình khá là bằng phẳng nhé, tương đối bằng phẳng nhé. Đến khúc này á, anh chị thấy không? Nó cũng rất là bằng. Đó, nó chỉ mô một chút ở đây thôi, còn chỗ kia nó bằng. Rang, trên kia cũng bằng luôn. Lỡ rồi là mình phải đi hết anh chị nhá. 4 mẫu 7 là đi hết là cũng hơi phê đấy, nhưng mà thôi, đã đến đây là mình phải đi hết. Bây giờ mà tự dưng mà đang quay mà nói là thôi tôi không đi nữa, hôm nào anh chị đi lên thì tôi đưa đi thì nó hụt hẫng luôn, mình đi tiếp nhỉ. Đấy, ranh giới đây anh chị nhá. Đây, của bê tông này. Đó, vườn điều này của hàng xóm. Bên vườn cao su là 4 mẫu 7 anh chị nhé. Ranh giới rõ ràng. Lúc đầu video nó hơi bị lấn cấn cái vấn đề ranh giới. Anh chị xin lỗi, tôi nghe máy khách hàng một chút anh chị ha. Dạ, em nghe anh. Alo. Vâng, em nghe đây. Vâng, đúng rồi. Bây giờ luôn hả? Nhưng mà cái đó anh chủ nó chưa ra sổ luôn nhỉ. Nghĩa là chỗ đấy nó mới cấp sổ lần đầu, toàn bộ khu vực đó không phải riêng nó.
mới đăng ký vào huyện thôi anh ơi. Bây giờ như này, theo lộ trình á thì anh phải cọc vào cho người ta, để người ta anh cọc vào một khoản tiền nào đó vài chục triệu đúng không ạ? Đấy thì cọc xong thì anh làm giấy cọc với người ta thì bắt đầu bên em sẽ nhận cái hồ sơ đó để đi làm sổ cho chủ đất và cho anh, vì người ta là hộ khẩu ở trên cái số nhà 43 đó luôn mà, 143 đó. Thì là anh cọc vào rồi bắt đầu mới tiến hành đó, tiến hành là đi làm sổ. Thì cái thời gian làm á là 60 ngày, có thể là sớm hơn, có thể là sớm hơn. Đấy thì quy trình nó là như thế. Thì anh người Bình Phước anh biết rồi, thì nhiều chỗ không có sổ thì mình, người ta chưa có tiền làm sổ thì phải chịu thôi, người ta phải làm như thế. Vâng, đúng rồi, bây giờ bà ấy là mang hộ khẩu của nhà bà ấy ra, hộ khẩu của bà ấy nằm trên cái nhà đó luôn anh nhá. Hộ khẩu, chứng minh, giấy cọc, rồi bên em công ty làm chứng, rồi công ty em là người nhận ủy quyền của chủ đất đó, bên em sẽ đi làm hồ sơ cho anh. Đó thì đúng ra giấy tờ của bà ấy mình mới đi công chứng, có cái cơ sở để công chứng chứ, bây giờ có cơ sở gì đâu công chứng. Đó thì nó là như thế đấy anh ạ. Dạ. Thì bây giờ trước tiên thì nếu mà anh đi xem đất ấy thì chờ em một chút, thì em đưa anh đi xem rồi quyết định hay không thì về quyết định sau anh nhá. Rồi ok anh. Không, em đang ở trong Tân Phước. Anh cứ vào, anh biết cái đường, anh vào cầu cứ đi. Cầu cứ 9 cây anh. Dạ. Ừ, cứ vào cầu cứ nha anh nhá. Dạ. Ui, xin lỗi anh chị. Có miếng đất mà bà chủ với bà ấy nhà cũng nghèo quá. Nhà nước thì là công nhận ở chỗ đó là được làm sổ, và bà cũng đã đăng ký ở ngoài huyện rồi, nhưng không có tiền để nộp mấy cái thuế phí nên là chưa ra sổ được. Nhưng bây giờ bà ấy giao bán thì nhiều khách hàng lo sợ, cái đó là đúng, vì không có sổ thì biết mua bán kiểu gì đúng không ạ? Thế nhưng tuy nhiên thì thông qua công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ cho phía chủ đất, hỗ trợ cho khách hàng khi mua miếng đất đó, thì khách hàng đặt cọc một khoản tiền nhỏ thôi, không cần lớn, vài chục triệu thôi, để đủ người ta nộp cái khoản thuế phí để người ta ra sổ. Rồi khi ra được sổ tên của cái bà chủ đó rồi thì bắt đầu mình tiến hành công chứng thôi. Thì theo nguyên tắc là cái làm cấp sổ lần đầu là phải người chủ khai phá thì mới cấp sổ được. Thì bà này là sinh sống và hộ khẩu thường trú trên cái mảnh đất đang bán luôn, nên là cái mảnh đất này hết sức là an tâm. Anh chị nào mà quan tâm đến cái mảnh đất đó hết sức là an tâm về vấn đề đó, vì hộ khẩu người ta trên đó, chứng minh nhân dân người ta ở đó. À, thì chúng tôi tiến hành mà viết giấy cọc rồi viết cam kết các điều khoản ràng buộc giữa bên bán và bên mua. Đến khi ra sổ thì như tôi vừa có chia sẻ với anh khách ấy, là 60 ngày, nhưng thực tế nó chưa đến 60 ngày đâu. Đấy, thì để mất thời gian của anh chị nên là cái anh này anh cũng gọi một số lần rồi, không nghe thì cũng không được anh chị ạ, nên là cũng phải làm gián đoạn video. Rồi bây giờ tiếp tục quay lại 4 mẫu 7 anh chị nhá. 4 mẫu 7 thì đây, đến đây là hết cái góc này anh chị nhá, hết cái góc này. Đúng rồi đó, đây đến đây này. Đó, sau lưng tôi là vườn của người khác rồi, hàng xóm rồi. Đó, chạy lên xuống cái máy cưa dưới đó là đường lên huyện anh chị ạ. Từ cái chỗ tôi đang đứng ra đường lên huyện cực kỳ gần, 50 mét thôi, gần lắm. Đó, bây giờ đi xuống hơi xa, đi tiếp anh chị nhá.
đất này rất là rộng, cực kỳ rộng luôn, 4 mẫu 7 đi hết là rộng đấy. Cái vườn điều non bên kia, hết vườn điều non là tới đường lên huyện nó luôn đấy nhỉ. Liên huyện đó, từ tôi vị trí tôi đứng ra đó khoảng 100, bên này thì gần hơn này, bên này khoảng 50m thôi này. Đó, nhưng mà bên này khoảng hơn 100m đó, đó, rất là gần, từ đây ra chợ gần, cực kỳ gần luôn. Đấy, phần cao su này của mình. Nói chung là tôi đi đến đây là hết đất rồi anh chị nhé. Hết đất rồi. Đấy. Thì hôm nay tôi quay cái video khá dài đấy anh chị ạ. Đó, khá dài về cái 4 mẫu 7 này. Thì một lần nữa tôi nhắc lại nhé. Đất của chúng ta thuộc ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, nhưng rất gần đường liên huyện Tân Phước, Tân Hưng. Rất gần đường DT753, ủy ban Tân Phước, chợ Tân Phước, trạm xá, trung tâm hành chính xã Tân Phước chỉ có cây rưỡi số thôi. Nó rất là gần anh chị nhá. Về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 110 cây. Về đặc biệt là về thành phố Đồng Xoài chỉ khoảng 7-8 cây thôi, gần lắm. Gần lắm anh chị ha. Đường vào đất của mình ô tô, xe tải, xe máy vào tận nơi anh chị nhá. Giá bán chỉ có 1 tỷ rưỡi trên 1 hecta thôi, 4 mẫu 7, 1 tỷ rưỡi trên 1 hecta, diện tích là 4 mẫu 7 anh chị nhá. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này, anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 anh chị nhá. Ngoài ra anh chị có thể truy cập website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Và lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.